Dạ em xin chào quý vị anh chị cô bác nha. Đây, giờ này em hôm nay em có bón hơi khuya. Đó. Thôi nha anh chị. Đó thì bây giờ em quay. Đó đưa lên để ngày mai có quay nha anh chị. Anh chị mình xem nghe Phú Yên ngày mai nha anh chị. Phú Yên thứ hai ngày 8 tháng 4 2024. 790 Phú Yên nha anh chị. Đây. Còn ở đây Thừa Thiên Huế này 61008 34381 rồi Phú Yên nè anh chị, đây Phú Yên nè 72 nè 59 nè 35. Thì anh chị biết thì có mấy anh chị chơi thì rành rồi biết, nhiều người không có biết thì vé số thì chúng ta trúng hai con đào này là 100.000 đó, chúng ta trúng ba con đó, ba con thì cái đời tiền nó sẽ là 200.000 đó, để chúng ta bốn con đó thì 400.000 đó, năm con là giới nam đó thì mình được 1 triệu nha anh chị. Không giá tư thì được 3 triệu đó, thì mấy cái giải mà nó từ 5 con cho lên nó trúng nhiều hơn mà số nó tới 5 con đó, có 4 con là cái giải 5 là 4 con thôi đó. Còn đặc biệt thì có 3 trúng, ví dụ như anh chạy trúng hết luôn nè, số này này 2 4 3 6 17 thì anh chạy trúng 2 tỷ à, chưa trừ thế nha. Còn anh chị trúng ví dụ như trúng 5 con thế này là gọi là giải phụ của đặc biệt là được 50 triệu. Đó, nhiều người anh chị tới hỏi em nghe, không có biết đâu. Đó, ý cái chơi này không có biết. Còn ví dụ như anh chị trúng số 2 này luôn nè. Rồi từ con số 4 tới số 7 mà nghe hồi thang lấu mà anh chị chặt một con thì được 6 triệu. Đó, gọi là khiên khích nha anh chị. Đó, đôi khi nhiều người mua trên này mà nó trúng dưới này nè. Đó, có nghĩa là trúng từ đây tới đây luôn. Nhiều khi mua số 2 mất. Nếu mà mua số 3 là trúng, thấy không? Ghi ra nó nhiều cái nó cũng đau lắm. Nhiều khi mua, nhiều người ta có tiền nó mua hết 20 tờ luôn. Nên anh chị, 35, 5, 9, 7, 2. Ngày mai số không có nhiều nha anh chị. Nên nhiều khi em tranh thủ em quay lỡ tối xíu nữa có người mua về sắp. Hoặc là ngày sáng mai chưa kịp quay cho người ta mua 48, 39 đó. Người ta mua mắc rồi chứ không có quay nha anh chị. 67 tôm bảy thứ bảy chủ nhật thứ năm mà đó em số nhiều, còn bình thường đại lý đưa số ít lắm vậy, đại lý của em cấp 2 số nhỏ lắm thôi. Vừa thì em bón 12.000 cái nè anh chị đó, 12.000 một trái đó em vừa đây là em mua vừa nó dân giá cô lắm nha anh chị, giá nó dân cô cho nên là bón 12.000 cũng không có lời đâu, trừ xe nó chở về nữa dù bô bị nữa thì 12.000 thì bón cho vui nha anh chị. Em cũng đam mê uống nước dừa nó tốt đó cho nên em bón nước dừa nó ví dụ như nó điều hòa huyết áp, nó cung cấp nước rồi cái chất dinh dưỡng nữa, ví dụ như ai có huyết áp cao mình thường xuyên ngày uống 1-2 trái rất tốt nha anh chị. Nên em cũng đam mê dừa nên em bón dừa luôn, đam mê uống đó. Thích uống dừa. Rồi cảm ơn quý vị anh chị xem video của em nha. Chúc anh chị được may mắn phát lộc phát tài ngày mai nha. Đó. Cho em xin chào và hẹn gặp lại quý vị. Anh chị nào mua thì ghé cũng như địa chỉ thường lệ nha. Đậu 12 thôn Bình Sa Tịnh Đông, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi. Cửa hàng bán xăng dầu trước em cửa hàng xăng dầu Tịnh Đông. Đó, gần nhân qua đường cái xin đường. Đó, ngay góc vô là cũng có ông chú bán cũng trong một đại lý luôn nha anh chị cô bác, bón ngay góc doa của ông chú đó. Ngày xưa rồi em bón ở đây rồi ông chú đó cũng nói lấy bón như vui, cho nên là ở đây cũng vui lắm. Bón ví dụ như người ta cần số thì ta để kiếm ở đây em có lên trển đó, anh chị nào ngay góc doa đó ông chú bón nữa anh chị ghé mua nha. Đó kiếm tại số nào anh chị ân ý thì mua tờ. Rồi cảm ơn quý vị anh chị rất nhiều nha đã xem video ủng hộ em nha. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị những cái video sau nha.